Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị và các bạn, những người yêu mến ẩm thực, hãy đến với chuyên mục Món Ngon. À, Thái biết không, từ xưa đến nay thì Huyền là người rất dễ mập, cho nên Huyền sợ ăn những cái món mà có đường nhiều. Nhưng mà từ khi vào đất Nam Bộ này thì Huyền thấy rằng là không thể nào mà tránh nổi cái sự cám dỗ của các món chè. Cái nổi tiếng không, trong miền Nam còn nổi tiếng là món chè chuối nữa đó. Chè chuối? À, Huyền đã có ăn một lần rồi, nhưng mà thấy chè chuối không biết khó nấu không ta? À, bởi vì Huyền thấy là trong thành phần gồm có là khoai mì nè, đúng không, rồi chuối nè, bột bán, bột khoai, rồi đúng nước rồi. Dừa, làm rất là phức tạp. Đúng nhưng rồi. Mà Thái vừa học lóm được thì thấy rất là dễ. Hôm nay Huyền học lóm lại Thái đi ha. Chết rồi, bị gài rồi. Thôi chúng ta cùng vào bếp nha. Thánh mời biết không, Quốc Thái thì không biết nấu chè chuối đâu, nhưng mà nghe nói ăn chuối bổ lắm, cho nên là Quốc Thái mới tò mò học. Hôm nay Quốc Thái chỗ tài thử cho Khánh Huyền coi ha. Nguyên liệu chúng ta gồm có là, tất nhiên không thể thiếu là chuối, khoảng 10 trái, rồi bột khoai, bột bán, 2 củ khoai mì. Chúng ta có đậu phộng, 2 ống vani, còn đây là khoảng nửa ký đường, và nếu mà đây là nước cốt dừa. Nếu chúng ta muốn ăn béo hơn thì chúng ta dùng dừa nhiều hơn thôi. Và đây là nước giảo dừa, Quốc Thái đang đun sôi đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ sắc khoai mì trước, đúng không? Thì Huyền sắc khoai mì giúp Thái nha. Mình sẽ sắc làm 3, sau đó mình chẻ đôi, đúng không? Trong lúc đó thì Quốc Thái bật lửa để chúng ta đun cái nồi nước giảo này lên. Với phần khoai mì thì theo Huyền á, mọi người phải ngâm để cho cái nhựa của khoai mì nó ra hết thì lúc mình nấu nó mới ngon. Tuy nhiên là khi mình sắc xong á, mình sẽ rửa sơ lại để cho cái bột và cái nhựa của nó ra tiếp. Nước giảo rửa sôi rồi mình làm gì tiếp Thái? Thì bây giờ chúng ta sẽ cho khoai mì vô. Trong lúc Thái cho khoai mì vô thì Quốc Thái sẽ nhờ Huyền lọc chuối với lại sắc ra giùm Thái ha. Tại vì khoai mì là lâu chín nhất. Rồi, chúng ta đậy nắp lại để chờ cho khoai mì chúng ta chín. Huyền sẽ sắt xéo và chia làm 3 nha. Tại vì cái miếng khoai mì của mình cũng cỡ vậy mà, phải không? Có nhiều người thì họ để nguyên một trái người ta nấu luôn. Sau khi sắt thì Huyền sẽ để ra cái khay như thế này. Trong lúc là khoai mì chúng ta đã chín thì Quốc Thái sẽ bỏ thêm bột khoai vào. Lưu ý là bột khoai này thì chúng ta đã phải ngâm qua đêm rồi. Với món chè này thì Huyền nghĩ là chuối thì nên lựa cái chuối chín chín một chút, đúng không? Rồi, sẽ ngon hơn. Nó thơm lắm. Và tiếp theo thì Quốc Thái sẽ cho bột bán vào. Và bột bán này thì chúng ta cũng đã ngâm qua đêm. Chừng nào thì mình cho chuối được hả Thái? Chúng ta đảo qua đảo lại mà thấy bột bán, bột khoai chúng ta đã trong á, thì chúng ta có thể cho chuối vào. Mình phải coi nha. Rồi, Quốc Thái thấy là mình có thể cho chuối vào được rồi đó. Nếu mà ăn không hết thì chúng ta bỏ tủ lạnh, chúng ta ăn dần cũng rất là ngon. Sau khi là chuối chúng ta thấy chín rồi thì chúng ta sẽ cho đường vào. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho vani và nước cốt dừa. Cuối cùng là đậu phộng mình nhắc lên trên. Rồi, mình trang trí thôi. Tiếp theo mình sẽ bỏ đường. Mình làm cho ha. Mình sẽ cho đường dần dần. Mình nghĩ là các gia đình cũng tùy khẩu vị của mỗi người thôi. Là có những người nội trợ thì không thích đường nhiều, bớt đường lại và cho một chút xíu muối. Đúng rồi, cho nó đậm đà đúng hơn. Đúng rồi. Chắc chắn là chè chúng ta sẽ rất là đậm đà. Sau khi cho đường hết thì mình sẽ đậy lại và chờ cho sôi lại. Bởi vì khi mình cho đường thì cái nước chè của mình nó lại nguội lại một chút, đúng không Thái? Chờ chút xíu nữa thôi, bắt đầu sôi lại rồi đó. Rất là nhanh ha Huyền ha. Thái thấy là nãy giờ chúng ta làm khoảng 15 phút. Đó, sôi lên rồi đó, mình phải mở nhanh không có nó trào. Rồi. Cuối cùng là cho nước cốt dừa phải không? Cho nhiều hay cho ít? Tùy theo Khánh Huyền thôi. Theo Huyền thì cứ cho hết cái phần này đi ha, cho nó ngon. Cái phần nước cốt dừa cũng là một phần nguyên liệu không thể thiếu được của các món chè Nam Bộ mà. Rồi bây giờ mình lại chờ cho sôi tiếp và cuối cùng mình bỏ vani nữa là xong, phải không? Rồi, sớm thôi là mình phải mở ra ngay, không có nó lại trào mất đó. Khâu tiếp theo. Mình sẽ cho vani và tắt bếp là xong ha. Rồi, tắt bếp đi ha. Khi mà mình đã bỏ vani thì nên tắt bếp ngay. Đúng rồi. Nếu mà để sôi nữa là cái vani nó không còn thơm nữa. Bây giờ mình sẽ múc chè nha. Đây. Cuối cùng thì Thái cho đậu phộng ha.
Với món này có lẽ mình thưởng thức lạnh là ngon nhất phải không Thái? Đúng rồi. Đi. Ngon. Biết sao không? Cái nước cốt dừa của mình rất là thơm. Ừ. Kia kèm theo cái mùi đậu phộng nữa. Nó bùi bùi béo béo mà nó không bị ngán. Với lại cái độ ngọt nó vừa phải. Đúng rồi. Ừ. Mình thử miếng chuối coi. Ngon không? Ngọt đúng không? Vừa ngon lắm. Ừ. Thế là trưa nay chúng ta sẽ tráng miệng bằng món chè chuối. Ừ. Nhưng mà chúng ta sẽ bỏ tủ lạnh. Chúng ta sẽ thưởng thức một cách ăn lạnh khác nữa, đúng không? Rồi sau đó thì Quốc Thái đề nghị món mặn thì chúng ta có đậu hũ dùng thịt sốt cà chua. Rồi còn món canh thì Quốc Thái đề nghị chúng ta sẽ có món canh cải ngọt với thịt bọc. Hấp dẫn đó. Rất là ngon. Còn theo Huyền buổi chiều có lẽ chúng ta sẽ thay đổi một chút. Chúng ta sẽ ăn canh cá hồi nấu với lại măng chua. Và kèm theo là một món trứng chiên nữa và tráng miệng bằng trái cây.